Hi, xin chào, mình test cây guitar 12 dây, sáng giờ chỉnh dây cái đàn này cũng hơi bị đuối luôn. Trước khi giao cho anh ở con tâm nè. Hơi khó đánh. Cảm ơn mọi người, khó đánh. Mình test chủ yếu test cái EQ này thôi. Còn cái đàn thì cái này mỗi người chơi có một sở thích riêng. Hơi khó. Rồi, xin cảm ơn.